Xin kính chào tất cả quý các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác một con Hyundai Grand i10 các bác nhá. Với cái mức mà tiêu hao nhiên liệu nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 5,4 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Đấy, và cái độ bền, độ bền chắc này, cũng như là độ tiết kiệm và cái mức giá cả phải chăng như anh chị em nhà mình đã biết rồi đúng không ạ? Thì chắc chắn nó sẽ là một con xe làm hài lòng tất cả quý các bác anh chị em nhà mình ưa thích những cái mẫu xe nhỏ gọn, bền đẹp và tiết kiệm ở đây. Đấy, nhắc lại các bác là con này nó chỉ tiêu thụ hết mức tiêu hao nhiên liệu là 5,4 lít trên 100 km đường hỗn hợp trong cái bối cảnh mà giá ta xăng tăng như hiện giờ. Thì đây nó là một con xe rất đáng để anh chị em nhà mình mua coi nhá. Đấy, bởi vì cái độ tiết kiệm của xe. Và mẫu xe này được sản xuất năm 2017 và là phiên bản thiếu coi nhá, bản sedan 2 đầu. Các bác nhìn đi ạ. Đấy, đời 2017 bản nhập khẩu thiếu này. Con xe này là số sàn, động cơ trang bị của xe là 1.0 coi nhá. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nói với các bác rồi nên không cần phải nhắc lại nữa đúng không ạ? Không cần nhắc lại nhiều lần làm gì, một cái thương hiệu đã được khẳng định rồi. Đấy, con xe này thì bên ngoài nó sẽ trang bị một cái nước sơn màu xanh rất là đẹp. Đây các bác nhìn nhá, toàn bộ cái phần sơn xi bên ngoài của xe nó cực kỳ là bóng đẹp. Đấy, không một vết xước nào. Đấy, tất cả những cái phần khớp nối trên thân vỏ thì nó còn đều khít nguyên. Và đằng trước xe là nó có trang bị một cái bộ đèn pha halogen dạng vếch này, nhìn cực kỳ trong. Để em zoom gần vào cho các bác nhìn qua này. Đây nhá, trong sáng đều đẹp cả hai bên luôn, được chưa ạ? Đây, rất là đẹp, rất là trong này các bác này. Đấy, có tích hợp xi nhan báo rẽ trên hông và những cái bộ la răng sắt của xe cũng sáng choang với cái phần ốp la răng. La răng sắt thôi các bác nhá, kích cỡ 14 inch, nó là nguyên bản theo xe. Đấy, và bên dưới này thì cái mặt ca lăng của nó đấy, có một cái cụm lưới tản nhiệt ốp bằng nhựa với một cái logo hình của hãng Hyundai này, đặc trưng với viền xung quanh cái mặt ca lăng. Thì đây các bác nhìn đi ạ, này đều được bọc mạ chrome sáng choang rồi. Đấy, bản thiếu thì giá thành của nó cũng rất là kinh tế các bác nhá, nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm để sắm được một mẫu xe 2017 thì nó cũng có thể là coi là đời cao đúng không ạ? Lốp láp mới nguyên đẹp đẽ này, gương kính liền đời hết. Đấy, con này thì gương chỉnh điện các bác nhá, gương kính của xe nó đều chỉnh điện. Đấy, và có tích hợp xi nhan báo rẽ nằm trên hông. Với lại những cái tay đóng cửa thì sơn được cùng với màu xe. Đấy, và cụm đèn hậu thì nó sáng đẹp không kém. Đây các bác nhìn đi ạ, đều đẹp chia làm hai phần rõ rệt này, Grand i10. Đấy, cái logo Hyundai này và một cái thanh ốp mạ chrome nằm ở chính giữa của cái nắp cốp xe. Đấy, và con này thì bác chủ đã lên cho em nó thêm một cái cam lùi rồi. Đấy, phần cốp sau của xe nó cũng khá là sạch sẽ này. Đấy, và cũng tương đối là rộng rãi coi nhá. Đấy, nếu mà nói về cái độ rộng rãi và tiện lợi thì i10 nó chính là cái mẫu xe mà có độ tiện nghi rộng rãi bậc nhất thuộc và hàng bậc nhất thuộc phân khúc hạng A coi nhá. Nó rộng rãi hơn hẳn so với những cái mẫu xe khác thuộc phân khúc hạng A mà các bác hay để ý hoặc là hay đi đúng không ạ? Cái cốp sau của con xe này nó cũng cực kỳ là rộng này. Đấy, và quan trọng nhất là cái phần chất lượng sàn xe bên dưới, các bác nhìn thấy là cái sàn nó sáng choang luôn, không một hạt bụi. Đấy, không một vết xước, không một vết hoen ố nào. Đấy, và nó có thêm cho các bác một cái quả lốp sơ cua rồi, vẫn là cái bộ la răng sắt đi theo quả lốp sơ cua. Máng nước cả hai bên đều đẹp tăm tắp với những cái đường đinh tán còn nguyên si đây ạ, cả hai bên nhá. Và cái phần nắp cốp thì nó vuông đét này các bác nhìn này, ốc còn nguyên si chưa vặn nhá, đinh tán tròn xoe. Đây các bác nhìn nó đẹp chưa, nó tròn xoe đúng luôn nhá, không móp méo một chút nào. Keo chỉ mép này zin. Đấy, keo chỉ mép trên cũng zin nốt. Đây là một con xe zin rất là đẹp, được chưa ạ? Một cái nắp cốp vuông đét. Về phần khoang nội thất bên trong của xe thì con xe này nó có bố trí những hàng ghế nỉ này nguyên bản các nhá, ghế nỉ nguyên bản. Ở ba vị trí ngồi phía sau là một cái hàng ghế băng với một cái bệ để tay ở vị trí chính giữa, có hộc để đồ rồi. Đấy, và tất cả những cái phần thảm lót sàn thì bác chủ đã trang bị cho em nó hai lớp đây ạ. Đấy, nhựa mềm rất là giữ vệ sinh, trần nỉ thì bọc cả ni lông rồi, rất là yên tâm, được chưa? Và những cái chi tiết như là phần táp ly này, cánh cửa này, rồi là bệ để tay đây nhá, hộc để đồ này. Đấy, ốp nhựa này, loa. Đấy, con xe này nó đều đẹp một cách hoàn hảo luôn, với những cái chi tiết trên cánh cửa sau, keo chỉ của xe đây ạ, cánh cửa sau đều đẹp tăm tắp. Và những cái con ốc các bác có thể nhìn thấy là nó sáng choang luôn, không có một vết xước nào. Đấy các bác nhá, đây ạ. Đấy, sáng choang luôn, chưa có dấu hiệu vặn lắp cả trên cánh cửa trước này. Ốc nó đẹp đến như thế này cơ mà. Đấy, táp ly sần nguyên, cánh cửa trước sần đẹp nhá. Đấy, những cái phím bấm này còn nguyên si, chưa có dấu hiệu mờ nhá các bác nhá, chưa mờ một chút nào hết, rất là đẹp.
Đấy, phím bấm chỉnh gương chiếu hậu đây ạ. Và bên trên này thì nó có một cái hộc để đồ, nó to hơn hẳn so với cái hộc để đồ dưới. Đấy, chất lượng của cái cánh cửa này đây, rất là đẹp này. Keo chỉ zin đét. Và cái máy thì cũng cam kết với bác là máy zin nhá. 2017 mà máy không zin thì chắc chắn là sẽ không nhập và không bán cho các bác. Đấy, và trên phần hàng ghế trước thì nó vẫn là những cái bộ ghế nỉ này, với hai vị trí ngồi bên phụ và bên tài thì có lắp thêm cho em nó một cái áo ghế gỗ thôi. Đấy, và cái phần vô lăng của xe thì các bác nhìn đây ạ. Đấy, sần nhá, rất là sần, loại 3 chấu và có tích hợp với hai cái phím bấm thôi. Đấy, trên vô lăng đấy, bản thiếu thì tất nhiên là cái công nghệ của nó sẽ không nhiều, xóa bản đủ rồi. Tuy nhiên thì anh chị em nhà mình vẫn có thể cân nhắc để được một cái mức giá thành hợp lý, thì nó cũng là những cái đấu mẫu một xe rất là đáng để mua, đúng không ạ? Ở bên này thì là cái phần táp lô của xe rất sần nhé các bác nhá, rất sần đẹp luôn đây ạ. Đấy, con này thì cũng cam kết các bác là không có taxi, không gọi dịch vụ nên là táp lô xe nó không khoan đục, nó không bóng mòn, rất là đẹp đó nhá. Hộc để đồ ở vị trí trung tâm này, điều hòa cơ 4 cửa gió điều hòa và có một màn hình Android ở đây. Đấy, có tích hợp radio này, có tích hợp map này, có tích hợp phone này và thậm chí là nó có cả điều khiển bằng giọng nói. Đấy, USB kết nối và kết nối ngoại via UX đầy đủ cho tất cả quý anh chị em nhà mình. Và cái phần quan trọng nhất của xe thì sao ạ? Chính là cái phần máy. Đây, thì em sẽ làm một vài những cái thao tác nhỏ thôi để anh chị em nhà mình cảm nhận về cái phần máy của xe. Và nhá, máy thì đây, trước là cái phần màn hình của xe. Đấy, đèn báo hoạt động bình thường, cảnh báo có hết rồi. Đấy, và cái màn hình của xe thì quan trọng nhất nó chính là cái độ nét này, cái độ tiện nghi. Đấy, cũng như là cái cam đùi phía sau thì đây, anh chị em nhà mình cùng cảm nhận nhá. Đấy, cam lùi phía sau cực kỳ nét đúng không ạ? Loa đài của con này chất lượng khá là tốt nên anh chị em nhà mình có thể yên tâm. Thấy chưa? Loa đài rất là căng luôn. Đấy. Nhạc lẽo ầm ầm luôn. Đấy, nếu mà ngồi trong cảm nhận thì nó cũng là một con xe có cái chất lượng âm thanh của loa đài nó cũng khá là tuyệt vời. Vậy nhá. Máy thì con này nó cũng bao chất rồi nên là đảm bảo cho bác luôn về phần máy móc cũng như là cam kết và có bảo hành cho bác về đấy, phần đâm va tai nạn của xe các bác nhá. Máy móc êm ru luôn. Đây. Chưa cần quay khoang máy để cho các bác cảm nhận thôi thì con này nó có cái máy này. Đấy, nó êm như tiếng thở luôn các bác ạ, cực kỳ là chất lượng. Đấy, còn nếu mà anh chị em nhà mình cần trải nghiệm xe và kiểm tra máy trực tiếp thì hãy qua cây xăng số 51 Thanh Xá Liên Hồng thành phố Hải Dương bên địa chỉ của em để trải nghiệm xe trực tiếp qua nhá. Giá chào bán hiện tại của mẫu xe này đang là 270 triệu đồng thôi. 270 triệu cho một mẫu Hyundai Grand i10 màu xanh ngọc này, đời 2017, phiên bản số sàn thiếu sedan 2 đầu, số sàn động cơ 1.0. Đấy, 270 triệu thôi. Bác nào đang muốn bốc em nó về thì hãy nhấc ngay điện thoại gọi cho em qua số hotline 0984883980 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch xem xe trực tiếp vào được mức giá đẹp nhất cho tất cả quý cô bác anh chị em nhà mình. Còn bây giờ thì kính chúc cô quý cô bác anh chị em nhà mình có một sức khỏe luôn luôn dồi dào, thành công và ổn định trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video tiếp theo.